rừng hoàng đẹp nhất hoa màu tím, chuyện tình thương nhất chuyện hoa xinh. Có người con gái sống vời vợi, tóc còn ngắn ngắn chưa đầy vui. Ngày xưa nàng vẫn yêu màu tím, xin mến chào các bác, chào mừng các bác quay trở lại kênh âm thanh bãi HD. Trong video clip buổi trưa ngày hôm nay thì cửa hàng tiếp tục về những cái mẫu đẩy bãi cho các bác. Trong video này thì em có về những chiếc đẩy B Audio, đây là thuộc cái phân khúc công suất lớn nhá. Dòng này thì các bác có thể đánh được hai cặp loa bát 40, và đặc điểm là với lô đẩy này thì đợt này về thì rất là đẹp cho các bác luôn. Tất cả những cái rắc của nó thì vẫn còn xanh biếc đây. Đấy, máy này thì chạy hoàn toàn của máy của Sotanda các bác nhá. Đặc biệt là những dòng tụ run rất là đẹp. Đấy, con này thì hàng đẹp như mới các bác nhá, hàng đẹp như mới. Con này tiếng rất là hay, size 3U, sử dụng một cái dòng mặt là mặt màu vàng gold rất là đẹp. Cái này thì các bác có thể phối ghép trên nền tụ kệ mà nó dạng vân gỗ đấy, rất là đẹp luôn. Tiếng con này thì bao cho bác là tiếng hay nhá. Với dòng B Audio thì đợt trước thì về cho các bác những cái model nó thấp hơn. Ở này lại tiếp tục có những cái model cao hơn cho các bác nhá. Cao hơn. Thì lần lượt thì bên cửa hàng sẽ đi chi tiết từng sản phẩm cho các bác. Trong video này thì cửa hàng tiếp tục test những chiếc cục đẩy SU nhé, SU Sao Wonderful mã D550. Dòng này thì trong video clip trước thì bên cửa hàng có đăng cho các bác, và ngày hôm nay thì cũng test lên đường cho bác rất là nhiều. Đây là những cái dòng mạch mà nó có vỉ nâng tiếng này. Tất cả tụ của dàn này thì cực kỳ là ok luôn, tụ và có vỉ nâng tiếng, vỉ cắt giải thần thấp nhé. Giá thì cực kỳ là tốt cho bác, tiếng con này thì không hay thì không lấy tiền. Và cái mẫu này thì tiếp tục có hàng và thì chưa lau chùi bụi nhá. Các bác nhìn này, những con chó này chưa lau một chút luôn bụi luôn. Đấy, mở ra nội thất như này quay cho bác luôn này. Những cái này thì bên cửa hàng chỉ thổi bụi qua cái là ok luôn. Và giá những cái dòng sản phẩm này đang có giá cho các bác là 2.500.000. Giá này thì em báo giá tại cửa hàng. Và những chiếc đẩy Mango nó rất là đẹp luôn. Những chiếc đẩy mà nó có một cái logo chữ M in hoa phay CNC. Dòng này cũng là 750W một kênh nhé các bác nhé. Giá 2.600.000 này là tại cửa hàng luôn. Nói chung là những dòng Mango là dòng đẳng cấp rồi. Các bác khi sử dụng những dòng này thì phải miễn chê luôn. Và với những dòng máy LA800, một trong những phân khúc chạy những dòng máy LA, thương hiệu là OV kép nhưng mà C600. Dòng này thì thứ nhất là tụ của nó đều là tụ vôn cao nhé. Tụ vôn của nó này, tụ vôn là đều là tụ 160V đây. Đấy, các bác nhìn này, 160V. Và tụ có dòng những tụ KZ, tụ Z. Và sử dụng những cái dòng sò là sò NG tiếng sáng, mạch là A thì bác nhìn rất là dễ luôn. Ngoài những cái phần sò chính nó sẽ có những cái con thúc đây. Thúc của bộ áp nó cắm thẳng lên. Đó, dòng này thì nổi tiếng là cái chất âm rất là dày dặn. Và các giải đều như bát trung tét rất là đều. Nhưng màu đen này thì em tiếp tục có hàng nhé. Màu này rất là gọn và đẹp luôn. Giá cũng 2.600.000 bác nhé. Giá những mã này vẫn 2.600.000. Và cái model những chiếc đẩy Vương Miện này, logo Vương Miện này. Model là model 2.8 nhá. 2.8 thì cái giời này thì nó sẽ là công suất xấp xỉ gần 1000W. Thì nó sẽ thêm một cặp MOSFET này. Đấy. Nó sẽ lớn hơn khoảng 150 đến 200W một kênh. Mà size gọn này thì thật sự với các bác là chất đẹp con này cực kỳ hay, tiếng bay, lời hay và nó rất là gọn luôn. Các bác mà sử dụng những cái quán ăn hoặc là quán cà phê hay sử dụng trong gia đình cũng vậy thôi. Thì trọng lượng của nó thì rơi vào khoảng 12-13kg. Sử dụng mạch đời cao, sử dụng dòng MOSFET
Tụ này đều là tụ lớn nhá, tụ như lon bia luôn. Và dòng mạch này thì khẳng định các bác là chất âm thì nó vượt xa luôn, vượt xa luôn với giá tiền. Đó, model là đây các bác nhìn này, model là T2.8 nhá. Dòng này thì cũng xuất xỉ 1.000 watt, con này 2.8 ra tại cửa hàng. Đó, rất là nhiều các model trong buổi trưa ngày hôm nay. Và những cái sản phẩm của bên cửa hàng thì hầu như là khi em đăng tải lên thì các bác chốt đơn rất là nhiều, tại vì là trong cái phân khúc sẽ giới thiệu cho các bác những cái mẫu đẩy mà nó trong tầm giá và hàng nó đẹp để được các bác ủng hộ luôn. Và những cái mã SU Wonderful này, dòng này thì tiếng Anh, nó sử dụng công nghệ của Anh Quốc, thì công suất 750W. Thì con này thì đều có vỉ mạch cắt súp nhá, quay cho bác đều có vỉ mạch cắt súp luôn. Đó, đấy, quay cho bác luôn này. Có vỉ mạch để cắt giải tần thấp đây. Đấy, đánh ở cả bridge 8 ôm và 4 ôm. Con này thì khẳng định với các bác là với đầu tư mức giá tiền rất là hợp lý luôn, và hàng tương đối là đẹp con nhé, tương đối là đẹp luôn. Thật sự là về thì một chút bụi thôi đấy, những con đợt trở này chỉ cần lau qua thôi là đấy, tay sờ đã sạch rồi. Nên là các bác sử dụng dòng này để đánh 2 cặp 30 rất là ok, giá chỉ có 2.500.000 thôi. Và với những dòng sản phẩm là những chiếc đẩy size 3UBS Audio này thì phải nói rất là đẹp luôn các bác nhìn này, từ những con ốc nó xanh biếc luôn. Đó, ngay cả cái phần ốc nguồn nó cũng có những cái keo riêng của nhà máy này. Đó, tụ này, tụ run rất là nét luôn. Đồng tụ này quá nét. Quạt đều là 2 quạt to nhá, quạt rất là to. Nên là khi công suất nó ra, cái model nó rất là nhiều cái model mắc này. Đấy, cái máy của dòng này thì nó là máy của Sotendan và những dạng của máy LA cải tiến mà nó hát, nên là chất nhạc của nó rất dày tiếng. Đánh mộc đã hay rồi. Hiện tại thì thường thì các bác thấy em sẽ đánh một cặp 40 cũng như một cặp 30, đánh rất là gọn tiếng. Thì trong video buổi trưa ngày hôm nay thì có lên cho các bác rất là nhiều mã, khoảng 5 mã nhá, 5 mã. Thì với cái mã này thì 900W một kênh, giá cho các bác là 2.9 giá tại cửa hàng nhá. Mã này thì là 2.5 giá tại cửa hàng. Mango 2.6 nhá. Đấy, những chiếc đẩy SU Wonderful như mã này này. Rất nhiều ngày hôm nay thì em có test cho các bác test hết rồi. Test hết rồi, chờ đóng hàng thôi. Và những cái mã LOV kép cũng 2.6, con này 2.8 nhá, những chiếc đẩy xe ngắn mặt gọn, tiếng cực hay luôn. Tất cả thì em đều báo giá tại cửa hàng và tiền cước nó sẽ rơi vào khoảng 100k quá nhá. 100k thì khi bác chốt đơn thì các bác gọi điện trực tiếp hoặc kết bạn Zalo. Thì các bác chuyển cọc một chút thì bên hàng cửa hàng ship code toàn quốc cho bác. Clip này thì em xin dừng tại đây và xin chào, hẹn lại các bác nhé.